Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến một vườn mới, đó là vườn của chị Ngân ở Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để em quay giao lưu với cả nhà một số mã số mai vàng mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị nha. Ở đầu clip cái cây này là cái cây đế hình thú nha cả nhà. Rất là nhiều nụ luôn cả nhà. Cả nhà mình xem cái bộ đế này cả nhà. Hôm nay là lên mã số cho cả nhà mình dễ lựa chọn nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn nha. Dạ em chào chị. Dạ rồi, em chào tất cả cô chú anh chị mình, chào Trọng luôn ha. Dạ. Dạ ngày hôm nay thì em có lên kênh của Trọng để giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai để cho cả nhà mình sưu tầm chơi Tết ha. Dạ. Dạ thì số điện thoại của em là 0984955952. Dạ. Và 0377912913 thì những cái số này em có xài cho Zalo luôn cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi đầu tiên mình vô mã số 1 trước hả chị. Dạ rồi, đầu tiên thì em xin giới thiệu với cả nhà mình cái mặt hàng đầu tiên là một cây mai giảo siêu nụ Bến Tre. Quá chừng nụ luôn nè cả nhà. Vô dây chỉnh sửa rồi cả nhà. Hàng này cũng già mùa hả chị ơi ha. À, hàng này chỉ ghép được 2 mùa ha. Dạ. Đây, hàng này là cô chú anh chị mình chơi Tết thoải mái luôn nha. Dạ. Đế là đế hình hình thú con cái đuôi luôn nè cả nhà. Cây này khéo cây lắm cả nhà mình. Dạ đúng rồi. Rồi cho em xin thông số luôn đi chị. Thông số ha. Mã số 1 cả nhà. Cả nhà rồi, xem nụ nút nụ. Dạ. Hoành của nó là 20 nha. Dạ hoành là 20. Rồi cái củ chỗ này là được 33 nè. Dạ. Ừ, mình sẽ đo cái đế nôm thử nó được nhiêu nha. Dạ. Tổng cái phần nôm của nó là nó được 51 nha. Dạ rồi. Rồi đây cả nhà ơi, cả nhà mình tham khảo chiều cao tán ngang luôn nha. Rồi. Vô dây chỉnh sửa rồi hết trơn hết cả nhà. Hàng thành phẩm rồi, của chú chiều cao ha. Tán ngang. Cao là 68 nha. Dạ. Tàn ngang của nó cô chú anh chị em đo vậy ha. Tàn ngang của nó là 73. Dạ. Chậu này chắc chậu 3,5, chậu 3,5 hả chị ơi? À, lọt dạ. Lòng để đo. Dạ, chậu này chậu bự rồi cả nhà ơi. Cả nhà mình xem cái chọt này cả nhà. Lọt lòng 3,5. Dạ, lọt lòng 3,5 cả nhà. Cái chọt này thì có chừng ngón tay trỏ của em luôn nha cả nhà. Vô dây chỉnh sửa cho cả nhà sẵn rồi. Vàng nút nụ cực kỳ nhiều luôn nè. Giá mình giao lưu nhiêu chị? À, cây này giao lưu cả nhà mình giá 3 triệu bao ship ha. Cây này 3 triệu bao ship. Dạ. Bó bầu gửi hay sao chị? Anh này gửi lại luôn chậu nè. À, gửi luôn cái chậu này luôn cả nhà ơi. Dạ rồi, đi về cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, mã số 1 một cây giỏ siêu nụ Bến Tre nha cả nhà. Cây này tham khảo cái đẹp bộ đế nè. Rất cây là đẹp luôn. Dạng bonsai cô chú mình chỉ cần thay cái chậu đó là cây đẹp ha. Dạ. Cái này dạng em nuôi em hồi nên không chưa có lên chậu đẹp nha cả nhà. Dạ, nhiều nụ lắm luôn cả nhà. Đây vàng nút nụ nè cả nhà. Thì số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây, có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em ha, có Zalo á cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo là mã số 2 ha. Dạ. Một cây siêu bông Sài Gòn, hàng này em ghép được 3 mùa rưỡi nha cô chú. Ôi, cây già mùa luôn cả nhà ơi, một cây siêu bông Sài Gòn cả nhà. Phong tàng thông nha. Dạ. Cây này thì nút nụ là bao cô chú anh chị mình luôn. Dạ rồi, cho em xin thông số đi chị Ngân ơi. Rồi. Vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi nha cả nhà. Cả nhà mình xem cái vàng nút nụ của nó cả cao nhà. 1m10 ha. 1m1 cả nhà. Rồi, tán ngang. Tán ngang của nó là được 93-90 ha. Lên mấy cây thành phẩm hết trơn đó cả nhà, mình về mình cũng dễ chăm ha. Nút nụ nó lên rất là nhiều luôn rồi. Cái nhà xem này cả nhà, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ mà cái nhà thấy cái nút nụ nó lên nè. Đó. Rồi trên này nữa nè cả nhà. Vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi ha. Cái hoành là 15, cái củ là 21 à. Dạ. Dán trực ha cả nhà. Rồi, cây này cũng có cái củ đế luôn. Có cái củ này, chỗ này là được 21 nè cả nhà. Dạ, cái củ là 21. Cái này cái tàn nó nhiều quá cô chú. Em dạ. Vô dây em tưới sợ nó lọt á cả nhà. Về dạ. Cô chú anh chị mình thay cái chậu đẹp là được ha. Dạ rồi. Cây rất là khỏe luôn, không có gì nha cả nhà. Dạ, giá mình giao lưu bao nhiêu vậy chị? À cây này giao lưu cả nhà mình giá là 2 triệu mốt bao ship ha. Một cây siêu bông Sài Gòn 2 triệu mốt bao ship nha cả nhà. Em ngửa lá lên cho cả nhà mình xem cái vàng nút nè cả nhà. Kinh khủng luôn á, nhiều dữ lắm nhiều. Ê, có con sâu. Rồi. Rồi chưa kịp xịt ăn mấy cái lá. Dạ, có con không sao cả nhà. Rồi đây, nút nụ nè cả nhà. Đó, quá chừng nụ luôn nè chị Ngân. Cây này là bao đẹp luôn cô chú anh chị. Nhưng cái chọt nó cũng bự, ba mùa hồi nãy chị nói ba mùa. Ba mùa rưỡi luôn á. Ba mùa rưỡi, cái chọt này có chừng bự hơn ngón tay trỏ của em nè cả nhà. Em để tay vô cái nhà xem cái chọt ghép nè. Ghép vô cái phôi giường, có tay cầm sẵn luôn. Rồi, cây này là mã số 2 nha, một cây siêu bông Sài Gòn cả nhà. Rồi, mã số 3 cả nhà ơi. Dạ. Một cây siêu bông Bình Lợi hàng chơi Tết nha. Rồi, góc vườn thân lắc lượng nè cả nhà. Cây siêu bông Bình Lợi cả nhà. Dạ rồi, cho em xin thông số đi chị. Thông số thì em sẽ đo ngay chỗ này nha cô chú. Dạ, đây củ nở, mã số 3 nha. 21 là cái hoành thân ha. Dạ. Rồi em đo trên cổ này thì nó được 15 nha cả 15 nhà. Hoành. Rồi, cái này mình ghép được hình như, để hỏi em đếm cả nhà mình coi. 65 là chiều cao là 65. À, tàn ngang của nó là được 75 hay tính 70 nha. Dạ rồi, cái này mình ghép được 30 mắt ghép anh chị ha. Hình như 3 mắt ghép, ở trên đây 1, bên đây 2. Là ba mắt ghép. Dạ. Là cây này ghép được 10 tháng rưỡi nha Trọng. Ủa 10 tháng rưỡi mà bự như vậy đó hả chị? À 10 tháng rưỡi thôi cô chú, nhìn mình cứ tưởng nó một mùa hơn cả nhà, nhưng mà em ghép 10 tháng rưỡi nha cô chú. Cái chọt để em quay cái chọt, cái kích thước cái chọt cả nhà mình xem. Cái chọt này cái chừng ngón tay út của em bự hơn tay út của em cả nhà.
Cái nhà mình xem nút nụ nó lên à. Đúng 10 tháng rưỡi luôn nha cả nhà. 10 tháng rưỡi. Dạ, nó như là em ghép nhiều, em nói nhiều cho cô chú anh chị mình dễ. Nhiều khi em nói một mùa cũng được cả nhà. Nhưng dạ, mà em nói đúng thời gian á cô chú anh chị. Dạ. Có sao mình nói vậy cho dễ cả nhà. Rồi, em quay cái vàng tai cành cả nhà mình xem nè cả nhà. Vô dây chỉnh sửa rồi. Giá mình vô luôn nhiêu vậy chứ? À, cây này chị giao luôn 1.3 triệu bao ship ha, 1.3 triệu đi luôn chậu. À. Rồi chậu chậu này chậu xi măng nè, dạ, lọt lòng chắc chắc 2.5 tấc 3 tấc. 3 tấc luôn. 3 tấc, 33 cm lọt lòng á. Rồi, cây này là mã số 3, một cây siêu bông bình lợi nha cả nhà. Rồi, đây cả nhà tham khảo một vòng vô dây sữa rồi ha. Số 4 nha cả nhà. Dạ. Một cây mai giảo như ý hàng một ghép già mùa. Dạ rồi, giảo như ý. Thì già mùa của giảo như ý kiểu như là đầu năm này thôi cả nhà. Tại đúng vì rồi, nó cũng mới có hồi đầu năm này ha. Thì nó được 6-7 tháng nha. Dạ. Đây cô chú anh chị. Cô rồi, chú mình coi là cái cây nó sung, nó khỏe cực kỳ luôn. À, cái phôi này cả nhà, phôi gốc vườn có hai cái chừng chịu ở trước nè cả nhà. Cho em xin cái thông số đi chị Ngân ơi. Rồi, ok. Một cây giảo như ý cả nhà mình xem nè, cái nhà nụ nó lên nè. Mai bây giờ nó mau chơi bông lắm cả nhà. 24 hoành ha. 24 hoành. Nhưng mà yếu một xíu chỉ đến 23 nha. Dạ. Rồi cụ đế dưới này thì nó được 49 cả nhà. Dạ. Em đo luôn mấy cái chân luôn nha cả nhà. Em vòng dạ, luôn rồi, mấy cái chân á. Vòng vậy nè cô chú anh chị. Dạ, em bao luôn mấy cái chân nè. Chỗ này cũng là hình như chắc chỗ 3 luôn cả nhà. Nếu tính vậy là 66 nè, nãy em trừ cả nhà, trừ hai dạ, cả nhà mình ha. Dạ rồi, chiều cao tháng ngang luôn chị. Rồi. Nút nụ này nha cả nhà. Nhiều nụ nụ luôn cô chú. 59 là chiều cao nè. 59 chiều cao. Tán ngang. Rồi tán ngang của nó là 75 tính 70 nha. Dạ rồi. Rồi cái này giá mình giao lưu như vậy chị? À, cái này em giao lưu cả nhà mình giá 1.5 triệu em bao ship ha, và đi luôn cái chậu nha cô chú anh chị. Dạ, cũng là chậu 3 tấc, một cây giảo như ý, cây này ghép hình như được 4 chậu ghép cả nhà ở trên. Dạ, ở trên ba ở bên hông là một nữa. 4 chậu ghép đi ngửa lá lên cả nhà mình xem. Đó. Nút nụ rất là nhiều nha cả nhà. Dạ. Bao chơi Tết nha cô chú anh chị. Giảo như ý này nở chùm đã lắm nha cả nhà nha. Bông nó rất là đẹp, cả nhà em có test rồi ha cô chú mình cứ yên tâm nha. Dạ, bao hàng chuyển giống nha. Rồi cái này là mã số 4 anh chị ha. Mã số 4 một cây giảo như ý nha cả nhà. Số 5 á cả nhà. Dạ. Một cây siêu bông bình lợi nha. Một cây siêu bông bình lợi cũng gốc vườn luôn, thân nó cũng có lắc nhẹ ở dưới này một chút xíu nè cả nhà. Rồi để nhìn nó cũng khéo khéo ha. Cái lô này là chung với cái cây nãy luôn cả nhà. Kép dạ, 10 tháng rưỡi. 10 tháng rưỡi, đúng 10 tháng rưỡi cả nhà. Rồi hoành thân 20 nha. 20 hoành. Rồi em lo cái rễ nó trải dài ra cả nhà. Chậu này cũng là chậu 3, hình như chậu 3 luôn cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Nó được 45 cả nhà, em đo sơ sơ từ heo rồi hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Chủ yếu cho chiều, mình là tham khảo thôi. Dạ. 60 là chiều cao nè. 60 chiều cao. Tính 55 thôi cả nhà. Dạ. Ờ, tài ngang 70 ha. Rồi tài ngang 70. Rồi, cây nút nụ là chơi tết. Ok dạ, hết cả nhà. Mấy cái chỗ này em dễ quay nụ nè cả nhà. Nụ kim nó lên nè nha. Đó, chỗ này nữa nè cả nhà. Tại vì vô dây chỉnh sửa rồi. Đó, vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi. Em dở lên cái này cả nhà. Đây cả nhà ơi. Từ ở trong nó ra ngoài nè cả nhà. Cái này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị Ngân? À cũng là 1.3 triệu bao ship nha chồng. 1.3 triệu bao ship luôn cả nhà. Cả nhà mình xem cái nhánh này nè cả nhà. Ở nó nhỏ nhỏ nhưng mà cả nhà thấy nụ nó đeo ghê không? Rồi cái này 1.3 triệu, cái này ghép được mấy chột gì? 4 chột hay nhiêu hay? Đếm thôi. 1 nè. Siêu bao mình lợi cả nhà. 3 4 5 chột. 5 chột luôn hả chị? Hình như vậy, đúng rồi. 5 chột. Nào rồi cho em xin một vòng luôn. Cái dạ, này là 1.3 triệu cả nhà. 1.3 triệu cô chú ơi, em bao ship và đi luôn chậu ha, cây này quái cây nha cả nhà. Dạ, bao nụ luôn hả chị Ngân? Bao nụ luôn, nụ nhiều lắm cả nhà ơi. Dạ rồi, cây mã số này mã số 5. Số 5. Dạ rồi. Số 6 nha cả nhà. Dạ. Một cây mai giảo như ý tiếp tục ha. Rồi, để nôm cả nhà ơi, để sẵn thành hang. Rồi, trực luôn. Dạ, cho em xin thông số luôn. Hoành thân. Hoành thân của nó là được 18. 18 hoành cả nhà. Rồi, cái dốc nôm này khoảng chừng 10 cm nha. Cao 60 ha. Dạ rồi. Chiều cao là 60, ghép được 4 chọt ghép cả nhà. Tàn ngang của nó là như đây. 78 tính 70. Dạ, tán ngang. Ồ, tán ngang tới 70 luôn hả chị? À. Rồi, từ heo của chú mình còn 70 á. Dạ. 43 là chu vi củ đế ha. Dạ rồi. Rồi, gốc này mình giao lưu giá như vậy chị? Rồi, cái này giao lưu cả nhà mình giá là 1.5 triệu bao ship ạ. Một cây giảo như ý nha cả nhà, để nôm nha. Đây, cả nhà mình xem cái bộ đế của nó nè. Cái nhà mình nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái nha cả nhà. Dạ, đúng rồi. Đó, cái bộ đế nôm nè cả nhà. Còn cái cây là mình ghép giống mai là giảo như ý nha cả nhà. Sẵn này nôm là... của nó là được 15 ha. 15 hả chị? Ừ, sẵn dạ, nôm lên. Cái dốc nôm là 15 á cả nhà. Ừ. Rồi, nút nụ thì nó có nụ kim, nó ôm kim hết trơn nè cả nhà. Đây, một nụ kim nè cả nhà mình thấy nó... Đây, em quay gần cả nhà mình xem. Nụ nó còn kim ha, mình về mình thúc phân thêm. Rồi, mã này là mã số 6 nha. Dạ. 1.5 triệu bao ship cho cái giảo như ý này cả nhà. Dạ, đế đẹp lắm nha cả nhà. Đó, đế nôm nha. Rồi, mã số 7 á cô chú anh chị. Dạ. Một cây mai siêu bông bình lợi nha. Một cây siêu bông bình lợi. Cây này ghép được 3 chọt 4 chọt hay nhiêu? 3 chọt 4 chọt vậy. Đây 1 nè. Dạ. Cây này sao thì 3, em 4, sẽ chia sẻ kỹ cho cả nhà mình tham khảo cho dễ. 4 chọt ghép nha cả nhà. Cái hoành này nó gọn cô chú ơi. Hồi nút nụ nè. 14 à. Hoành là 14. Ê, nó có cái
cái đít nè. Nó nhổng lên nè cả nhà. Dạ. 30 nè, cái 30. Cây này là 30 nha. Dạ. Rồi, ơi cái cây này nó ra dáng ghê ta. Nhìn thấy cưng lắm á. Cây này đẹp nè. Dạ, chiều cao 8 ngàn. Chiều cao 50 cả nhà. Dạ. 8 ngàn. 8 ngàn nó được 62 tính 60 nha. Rồi, gốc này mình giao lưu với giá là cái này em giao lưu cả nhà mình giá 1,2 triệu em bao ship ạ. 1,2 triệu bao ship cả nhà ơi. Cây này quái cây ha. Dạ đúng rồi. Nút nụ. Mà nó nhỏ mấy cây kia chút nha cô. Dạ, chú. Nút nụ thì có nút nụ hết trơn nha cả nhà. Đây nụ kim nó lên nè cả nhà. Ở trên này nữa nè ha. Đó, mấy bên này nữa nè cả nhà. Nụ kim có đeo hết trơn rồi. Rồi cái này là 1,2 triệu bao phí ship luôn. Rồi. Dạ, mã số 7. Mã số 7 nha cả nhà nha. Rồi. Đó, quái quái ha. Số 7 nha cả nhà. Dạ. Mã số 7 cả nhà ơi. Một cây mai giảo như ý luôn cô chú. Rồi, giảo như ý mình ghép vô để nôm nè cả nhà. Cho em xin thông số luôn nha chị ơi. Lùng lực đế nôm nha. Nó gọn gọn thôi ha. Cái dạ. Này 16. Hoành 16. Nhất là nhất đế mà cả nhà ha. Đế đẹp ha. Cao 65. Cái tàn tròn do luôn nè. Vô dây sữa rồi. Cái tàn nó tới... Như chị. Giống như cây núm mà cả nhà. À, cái tàn nó 82. 82. Dạ mình tính 80. 80 thôi. Dạ. Rồi. Rồi đây cả nhà ơi. Giỡn như ý nha. 70 cũng được nữa cả nhà. Nhiều khi em đo nó hơi trên lệnh xíu á cô chú anh chị, dạ. Mình cũng thông cảm nha. Nhiều khi mình căng cái thước á. Dạ. Vậy cái hoặc gì nhất vậy cái nó khác. Dạ rồi. À, cây này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị Ngân? Rồi 1,5 triệu cho bao ship hả? Hàng này là có nụ hết nha cả nhà. Nụ kim nó lên này cả nhà. Nay mới có đầu tháng 10 thôi, có nụ là được rồi cả nhà. Mình về mình thúc thêm ha. Đây, nụ kim nó lên này cả nhà. Mấy cái mắt lá này thì đang du dây rồi cho nên em lật lên cũng hơi khó ha. Rồi cái này là mã số 7 nha cả nhà, một cây giảo như ý nè. 1,5 triệu em bao ship ạ. Rồi cái tàn tròn do, mấy cái này là mình gửi chậu đóng kiện gỗ hay sao chị? Đúng rồi, cái, nếu mà cô chú ở gần á, nếu mà em có ship xe được thì em ship nha cô chú anh chị. Dạ. Còn ở xa thì có thể là em đóng kiện gỗ nha cả nhà. Dạ rồi, đây cả nhà ơi, đế nôm ha, rất là đẹp luôn, giảo như ý nha. Mã số 8 cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này nó có cái đuôi dài ghê nè cả nhà. Ừ, cái này phôi vườn già cây lắm mà nó quái cây nữa cô chú anh chị. Dạ, ghép được 3 chột. Rồi cho em xin thông số cây này. Rồi. Cây này mình ghép gì chị? À, siêu bông bình lợi nha cả nhà. Rồi bình lợi. Hoành của nó là 20 ạ. Hoành là 20. Rồi cây này ra dáng thú ghê cả nhà. Ừ, cây này ra dáng thú nè. Ừ. Tổng là 45 nè. Dạ. Dài khoảng chừng gang tay của em á cả nhà. Rồi có chân. Nếu mình kia để hoàng quay cả nhà mình 51 coi. Là chiều cao tính 50 ha. Dạ, 8 ngàn. Rồi. Tàn ngang của nó được 63 rồi. Ghép được 60. 3 chột ghép. Ném bên đây. Cũng được. Cũng khá khá. Dạ, gốc này giao lưu nhiêu chị? Cái này chị giao lưu 2 triệu bao ship à. 2 triệu bao ship. Về thay qua cái chậu đẹp đẹp cái đã lên liền cả nhà ơi. Đây. Cái này của chúng mình muốn chơi mà gọi là xuất sắc thì chắc phải 5 sao nha cả nhà. Dạ. Em ghép thì cái này em ghép được 5 tháng à. Dạ. Rồi muốn kính tàn hơn thì thêm thời gian nữa cả nhà. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này cũng còn non cả nhà nhưng mà cũng chơi Tết được ha. Dạ. Nhưng mà nó chưa xuất sắc nha cả nhà. Dạ rồi. Rồi cái này là mã số mã số 8 nha. Mã số 8 cả nhà ơi. Đó, một cây siêu bông bình lợi nha. Y chang con thú có cái đuôi nó dài ghê cả nhà. Dạ, cái đuôi nó mạnh lắm cô chú. Ừ. Nó còn mọc thêm cái nữa nè. Dạ đúng rồi. Mã số tiếp theo là mã số 9 nha cả nhà. Dạ. Một cây siêu bông Sài Gòn cô chú ơi. Một cây tàn thông ha. Rồi, một cây siêu bông Sài Gòn. Thoát thân lên một khúc như nè cả nhà. Cây này hốc hơn cao hơn cây lúc đầu ha. Dạ. À, nút nụ làm bao của chú anh chị mình luôn. Dạ rồi. Em cũng ghép được 3 mùa mấy cả nha. Dạ, cùng một lô với cái cây hồi nãy cả nhà ơi. Em được một cặp á cô chú ơi. Dạ. Có một cặp hay nếu cô chú anh chị mình lấy một cặp em để giá ưu đãi hơn nha. Rồi nút nụ nó lên này cả nhà. Thôi ôi mấy cái nhánh nó nhỏ xíu rồi cả nhà. Cái khúc này nhỏ xíu mà cả nhà xem nó lên nụ nè. Ờ mấy chỗ cái nhánh nó mập mập thì lên nụ thôi khỏi nói rồi cả nhà. Cho em xin thông số cây này đi chị. Rồi. Cái siêu bông Sài Gòn già mùa nha cả nhà. 14 hoành đâu mà. Hoành là 14. Rồi, cây này cái cũ của nó là được 22 nha. Dạ rồi. Đó cô chú anh chị mình ơi. Dạ, có thân cao rồi. Mình về mình treo bao lì xì rồi nhìn đẹp lắm cả nhà. Chiều cao 1 m. Một thước chiều cao. Mét 8... là 2 tính 1 m nha. Dạ, 8 ngàn. 8 ngàn của nó là được 90. Cây này mình cũng ghép nhiều trộn nè cả nhà. Mình ghép vô tay cành. Cả nhà xem nút nụ nè. Cây này nụ nhiều lắm luôn cả nhà ơi. Ở trên đây nữa nè. Em ngửa lá lên cả nhà mình xem nè. À, cả nhà mình nhận hàng nè. Là mấy cây này là yên tâm hết nha. Tê tái luôn, nụ dữ lắm. Tê tái nụ, nụ nhiều hơn, quay chắc cú luôn ạ. Em quay dòng ghi nó không rõ nữa nha. Ở ngoài nha. Là cô chú mình nhìn mê dữ lắm mê. Dạ. Lặt một vài lá là thấy nó nổi lên cộm cộm nhiều lắm cô chú. Rồi nó nổi ốc cục cái này. Đúng tháng... rồi, nụ nhiều là nó ốc cục luôn á. Tháng chạp á cả nhà. Tháng chạp cả nhà xuống lá một cái nhìn cái cây nhìn nó nổi ốc cục luôn á. Bông nó hồng nó, bông nụ nó đẹp cô chú anh chị. Dạ rồi, giá mình giao lưu như vậy chị. Cây này giao lưu 1,8 triệu bao ship nè. Rồi 1,8 triệu, chậu này chắc chậu 4 luôn hả chị ha. Chậu 4 á. Dạ. Rồi 1,8 triệu cho mã số số 9 nè. Mã số 9 cả nhà. Sài Gòn. Dạ. Rồi mã số 10 nha cả nhà. Dạ. Một cây mai giảo Thủ Đức cả nhà ơi. Ôi ôi. Siêu lùng lực luôn. Dạ. Có cái cũ thấy cưng lắm. Nguyên cái cũ nè cả nhà. Nó bự nè cả nhà ơi. Cho em xin thông số ngày này luôn đi chị ơi. Dạ. Cây này mình con tàn cho nó lùng lực xuống nè cả nhà.
Cây này mình đang để tàn tự nhiên, mình không có, chưa có vô dây á cả nhà ơi. Chưa vô dây. Cái này máy tao không coi giùm cái tao. Em ở cái đâu đường, chị? Dạ không, không thấy luôn. Nó thấp quá đây. Trời. Thấp. Rồi chị giữ cái tay đó kìa. 17. Hoành là 17, hoành ngay chỗ trên cái củ này là 17 hết cả nhà. Rồi cái này mình ghép được cái này nếp 3 mùa nè. Mà không biết là bao nhiêu mắc bo. Mình ghép được 4 chột, mình ghép đầu quá cả nhà. Mình ghép được 4 chột à. Để củ nha. Cô chú anh chị mình coi kỹ hơn nha, để mình cái củ cái quay cả nhà mình coi. Dạ rồi. Cái củ được 38. Củ là 38, nụ là nụ dữ nhà luôn. Nè cái đầu nè, cái đầu em. Khủng khiếp cái cây này nụ quá cô chú anh chị. Thủ Đức nha cả nhà. Cả nhà thích chơi mấy cái giống cũ này thì Thủ Đức vẫn là vô đối ha. À, mình ghép được 4 chột, hình như nó kéo 4 chột hả chị ha? 4 chột ghép. Dạ, 4 chột ghép này cả nhà. Để em bắt máy cả nhà mình xem. Đó, 4 chột ghép ha. Còn nút nụ của dàn nút nụ nè cả nhà mình xem nè. Siêu khủng luôn cả nhà. Đó. Rồi giá mình giao lưu nhiêu vậy chị? À, cây này em giao lưu cô chú mình giá 2.3 em bao ship. 2.3 cho một cây giáo Thủ Đức nha cả nhà. 2.3 bao ship luôn. Cây này đẹp lắm cô chú ơi. Dạ, lùng lực nha cả nhà. Này mà vô dây cái nữa nhìn tê tái luôn á cả nhà ơi. Này mà cô chú anh chị mình vô thêm cái chậu gọn gọn nữa ha. Cưng lắm cả nhà. Cả nhà xem cái vàng nút thôi cả nha. Rồi cây này là mã số 10, một cây giáo Thủ Đức già mùa, bao nụ luôn nha cả nhà. Cây làm sao thì em quay vậy, cả nhà cứ nhận hàng kiểm tra giùm em đúng như cái cây với lại thông số nhà vườn báo. Nhằm khi cái cây nó bự hơn nha, cả nhà cũng nhận giùm em luôn nha. Tại vì trừ hao rồi cả nhà. Dạ. Rồi cây này là mã số 10. Dạ, 2.3 bao ship một cây giáo Thủ Đức ha. Dạ rồi. Già mùa lùng lực luôn. Gửi luôn chậu nha cả nhà. Rồi em gửi luôn chậu ạ. Dạ. Mã số 11 cả nhà. Dạ. Ôi cây này có cái đôn nó có bi xây luôn cả nhà. Có bi xây luôn cả. Tiện quá. Cái này là hoa hồng thanh tú giùm em cả nhà. Dạ, một cây hoa hồng ghép vô gốc vườn, cái chọt bự luôn rồi cả nhà. Ồ cái cây này ghép 3 mùa mấy hết trọng. Dạ. Bự lắm. Rồi chị đo giùm em đi chị. Xíu em quay cái chọt cả nhà mình xem, chọt to. Nó lùng lực nha cô chú anh chị. Hoành thân. À, nó được 28 nè. Củ nở nha cả nhà. Ừ. 28 em không có đo sát, em đo trên cô chú anh chị. Rồi mùa này là dễ rách áo lắm cả nhà, tại vì vô dây kẽm mới đơn à. Đây, chiều cao tới cái này là nó được 1m10, một thước mốt cả nhà, 8.000. Cái này tròn do luôn á, nó không có bị huyết chỗ nào. Dạ. 8.000 một thước 3 vậy chị. 3. Một thước 3 đi. Tính dạ. Thước 2 nha. Rồi ở trừ hao dưới à, hao vậy đi chưa chắc. Em trừ hao rồi á. À. Rồi gốc này sao em quay cái nụ này, em quay cái em quay cái vàng cái chọc ghép tại ơi nhiều quá em quên. Được, cái chọc ghép cái chọc em đính tay vô cái nhà mình xem nè. Nó bự hơn tay cái của em lấy cái chọc bự nhất chứ không phải à. Bự hơn tay cái của em rõ ràng ha. Tột cái chọc ở trên cùng á cả nhà. Còn cái vàng nút sao đây ta? Ôi ôi cái nhánh nó cứng lắm cả nhà ơi. À, bệnh thêm cái sợi kẽm vô nó cứng ngắt luôn hả. À, cái nút chỗ nào dễ quay đi chị Ngân. Đây. Ở mấy này cũng có nữa nè cả nhà. Nói chung là cây này thì cô chú nó được to xác nhưng mà cái vàng nút của nó dạng nó không phải như Thủ Đức nha cả nhà. Dạ. Nụ nó hơi lưa thưa hơn nha cô chú anh chị. Dạ. Hoa hồng thanh tú cả nhà ơi. Một cây hoa hồng. Rồi, chỗ nào đâu chị? Nói chung là nút nụ nó cũng có nhưng mà nó không có bằng mấy cái giống kia cô chú anh chị ơi. Dạ. Nè, nó lưa thưa, nó rải rác, nó nằm trong đây nè, trong trong nách lá rồi nè ha. Dạ. Dạ, cái cây này thì nói với cô chú anh chị mình tham khảo luôn là nụ nó không có nhiều hung nha cả nhà. Nè, cô chú mình coi nè. À, dạ. Đó. Dạ. Nhưng mà nó già mua là mình chơi Tết được hay gì? À, già mua vẫn chơi Tết được cô chú, bông là bông chùm ha. Dạ. Do cái này cô chú anh chị, cái này là em lấy bo cả nhà. Em lấy bo xong mà em vô dây á, em không từ đầu năm là em không có o á. Dạ. Nên là nó chưa có đi nụ nhiều nha cả nhà. Dạ. Tuy nhiên là nó theo cái độ già của nó thì nó vẫn có nụ cả nhà. Ở dạ. Trong đây vẫn có nụ nè. Dạ. Đó nhưng mà nụ không có nhiều hung nha. Nhưng nói cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Cô chú anh chị mình thấy hợp nó ý có cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nó có nụ nhưng mà nụ nó hơi thưa. Đúng rồi, nó hơi thưa nụ nha cả nhà. À, mình giao lưu giá là như vậy rồi, chị. Rồi cái này em giao lưu là 3 triệu ha, bao ship. Một cây hoa hồng thanh tú 3 triệu bao ship cả nhà. Dạ. Tròn do luôn cái tàn. Cái này cả nhà. Cô chú mình về mình chăm dưỡng nụ thêm nha cả nhà ơi. Dạ. Thì năm sau nó sẽ xuất sắc hơn nha. Chẳng cái dạng cái này em lấy bo em cũng không có làm nụ gì nha cả nhà. Dạ. Mà giờ là thấy nó phơm tàn nó cũng ổn, cả nhà bo cũng nhiều nên là nên giao lưu cô chú anh chị mình có thể mình sưu tầm về mình chơi Tết được nha. Dạ. Rồi. Chậu cũng chậu bự, chậu này chắc chậu năm luôn hả chị Ngân ha. Chậu năm luôn. Chậu năm luôn cả nhà. Nụ nó lên nè, thì em báo cái kích thước cái chậu cả nhà mình về mình có thể mình thay qua cái chậu khác cũng được cả nhà. Đúng mình rồi. Chuẩn bị sẵn ha. Chậu 5.5 ha, là dạ. Tất cả 5.5 là lọt lòng năm của chúng chị. Dạ rồi, cái này là mã số 11 cả nhà, một cây cúc hoa hồng thanh tú già mùa nha cả nhà, cái chột bự hơn tay cái của em luôn à. Mã số 12 luôn cô chú anh chị mình. Dạ. Một cây cúc vạn thọ cánh xoắn nha. Cúc vạn thọ. À. Rồi ghép vô gốc vườn cái thân lắc này cả nhà. Thân rất là đẹp nha cô chú. Thoạt nhìn thì cô chú anh chị mình cứ tưởng là cúc tư long ha cả nhà. Dạ. Nó với tư long thì nó cũng na ná nhau nha. Wow. Nhưng có cái là nó khác ở chỗ là cái cánh hoa của nó. Dạ. Cánh vạn thọ thì nó xoắn xắn cô chú anh chị ơi. Còn dạ. Tư long thì dạng là nó nở xòe ra cái cuốn nó cúp lại nha cả nhà. Dạ. Ồ cái vàng
Nút nụ của cây này cũng quá chừng luôn nè. Cũng dữ dằn lắm luôn á. Rồi ơi, em ngửa lá lên cái nha, rồi em bẻ xuống ngược lại nha. Cây này cái form nó đẹp dữ lắm. Vô giờ chỉnh sửa rồi. Cho em xin thông số cây này đi chị ơi. Rồi. Dạ. Mã này là mã số 12. 12 cái nhà, một cây cúc dạng thọ. 24 hoành. Hoành là 24 nè. Rồi đế. Ở cái này bộ đế. Cái đế đẹp nha. Đế khá lắm cả nhà ơi. Dạ. Cái đế nó được 79 tính 70 nha. Ôi, chỗ này cũng bự luôn. Cái này kinh không nổi, một người không nổi của chú anh chị. Rồi, chiều cao tháng ngang. Chiều cao là 99. 99 chiều cao. Đây tới Tết là đựng thước cả nhà. Tháng ngang. Này, em nói chơi chứ đâu có lên nữa. À, tháng ngang nha chị. Tâm 04 hả ta? Tâm 04. Rồi tính thước đi vậy. Khoan, để đo lại có phải đúng không nè. Dạ. Khoan, để cho chính nụ xác. Nụ nhiều lắm cả nhà. Đây cả nhà, nó nụ rồi, nụ kim nó lên nè, một cây cúc dạng thọ nha. Đúng rồi, 106 tính 100. Dạ, tính một thước. Rồi. Rồi, em quay cái dàn xương cả nhà mình coi. Cây này đẹp lắm. Cái này mình ghép cũng chắc cũng nhiều chọt hả chị nha chị. Nhiều chọt quá. Dạ. Cây này ghép được mùa mấy ha? Dạ. Rồi. Giá mình giao lưu nhiêu chị? Cây này giao lưu cả nhà mình giá là 3,8 triệu bao ship nè. 3,8 triệu bao ship, chọt bự nha cả nhà, chọt 5,5 gì luôn á, bự. Giao từ khu vực Vũng Tàu đó lại giùm em nha cả nhà. À. Cây này thì nó to lắm cô chú anh chị ơi, nên em giao xa không được, mình thông cảm em nha. Dạ rồi, mã số 12 hả chị? 12. Dạ, mã 12 cả nhà, một cây cúc dạng thọ nha cả nhà, cây dạ. Cũng già mùa luôn rồi. Đó, cái tàn rất là đẹp luôn, thân lắc lượng ha. Rồi mã số 13 cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này bồ đế quá chừng luôn nè cả nhà ơi. Cái này là siêu bông bình lợi nha. À bình lợi cái góc vườn, cho em xin thông số luôn nha chị. Rồi. Chậu này cũng chậu 5,5 gì luôn cả nhà. Chậu bự lắm. Cây này là phải cái đế là xịn sò luôn cô chú. Dạ. Góc vườn nha, một cây siêu bông bình lợi, hoành thân. Dáng trực luôn, hoành dạ. Là 22 hoành. Rồi một cốt thân băng đi lên luôn. Rồi em bồ đế chủ yếu là cho cả nhà mình mang tính tham khảo thôi nha. Dạ, dạ. Nó được nhiều ta? Hoành 95 đế. Á. Hoành đế là 95 cả nhà. Ờ 95 tính 85 ha. Dạ, rồi chiều cao tháng ngang luôn đi chị. Cây này giống như một cái thông thu nhỏ luôn cả nhà. Nó tròn do cái tàn luôn nè cả nhà. Đều dữ lắm, đều luôn mà nút lộn bông cả nhà. Bốn ngón tay của em luôn á, 8 tấc, 7 tấc, mấy 8 tấc luôn á cả nhà. 87. 8 phân chứ lộn. 8 phân chứ phải 8 tấc. 87. Rồi, chiều cao là 87. Tàn ngang đúng 1 mét luôn. Rồi, tàn ngang đúng 1 mét luôn. Rồi. Tròn do luôn. Cây này là bao đẹp, dáng trực thẳng luôn cô chú anh chị em. Và cái đế nó xịn lắm cả nha. Dạ. Chủ yếu bộ đế này khó kiếm chú ơi. Rồi em quay cái bộ đế lần nữa đi. Cả nhà xem cái bộ đế này cả nhà. Rồi cây này là mã số 13 hả chị ha. Rồi 13, một cây siêu bông bình lợi. Một cây siêu bông bình lợi cả nhà. Mã số 13 nha. Nút nụ để em quay nút nụ cái chị Ngân ơi. Nụ cái đi. Rồi, nút nụ. Giờ em ngửa lá chỗ nào được thì em quay chỗ đó nha cả nhà. Ở trên đây là khỏi dở luôn. Trên đây khỏi dở luôn không? Khỏi dở luôn. Cái này này là bao nụ của chú mình đó. Dạ. Cả nhà mình nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái, cái hàng bình lợi là bao nụ luôn nha cả nhà. Bao nụ nè, nó nằm ở ngoài là mình thấy luôn nha trong. Quá chừng nụ luôn. Rồi mã số 13 cả nhà ơi, tròn do cái tàn luôn nè. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4 triệu bao ship nè. 4 triệu bao ship, gửi luôn chậu luôn hả chị. Dạ, ha. Chị đi luôn chậu. Dạ rồi, rất là đẹp luôn. Vô dây chỉnh sửa rồi mà cả nhà, cái đế đặc biệt là nhất là cái đế này cả nhà. Đó, cái đế đẹp quá. Mã số 13 nha cả nhà, một cây siêu bông bình lợi. Mã số 14 cả nhà. Dạ. Một cây giả Phú Tân già mùa ha. Một cây Phú Tân. Cái tàn đó khủng lắm cả nhà. Quá chừng cái tàn luôn nè cả nhà. Phôi vườn nha cả nhà ơi. Cái tàn này một thước mấy luôn á cả nhà ơi. Phôi vườn nha, cái bộ đế của nó này cả nhà. Cho em xin thông số cây này đi chị. Rồi. Cái này mình ghép được cũng được 5 chột hay nhiêu cái nhà, ở trên 3 dưới 2 vậy. Cái này là 5 mùa cô chú anh chị. Hoành như chị. 19 hoành. Hoành là 19. Rồi cái bộ đế này. Heo heo ha, bộ đế 50. Dạ rồi. Chiều cao tán ngang, cái này tán ngang quá chừng luôn nè cả nhà. Tàn cái tàn của nó rộng lắm. Phù sĩ thắng lại cái cây. Dạ. Để em đo nha. Một cây Phú Tân cả nhà. Một cây giảo Phú Tân nha. Tàn ngang 108 tính 100 ha. Dạ rồi. Chiều cao như chị. Đo cái này chiều cao. Chiều cao nụ nó lên nè cả nhà. Ồ, nụ kim nó lên nè cả nhà. 84 là chiều cao. Phú Tân của chú anh chị ở miền ngoài thì mình sưu tầm mấy Phú Tân này hả cả nhà. Nở rất là ok luôn ha. Rồi gốc này mình giao lưu giá như vậy chị? Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá là 3,5 triệu bao ship ạ. 3,5 triệu cho mã số 14, một cây Phú Tân già mùa nha cả nhà. Cái tàn khủng khiếp, cái tàn luôn. Em quay cái chọt cái chị Ngân ơi. Chọt cũng ok lắm cô chú. Cái chọt bên đây, cái chọt bự nhất cái chừng ngón chân cái của em luôn cả nhà. Cái chọt này nè, cái chọt bự nhất này cái chừng ngón chân cái nó bự hơn tay cái của em nhiều quá. Còn mấy chọt kia nhỏ nhỏ hơn. Gốc này là 3 triệu mấy chị? 3,5 triệu. À 3,5 triệu không? 3,5 triệu cây này. Dạ rồi, nút nụ nó lên nè cả nhà. Mã 14 nha cả nhà, một cây giảo Phú Tân nha. Rồi. Quá chừng cái tàn luôn chị Ngân ơi, cây này bự quá. Cây này đẹp cô chú anh chị ha. Dạ đúng rồi. Mã số 15 á cô chú anh chị mình. Dạ. Một cây mai giảo Thủ Đức hàng già mùa nha. Ồ, rồng đều nó đóng cái cây này cả nhà. Còn cái chột ở trên nó kéo bít hết trơn rồi cả nhà. Cái chột.
cái này hình thú ha, nhìn na ná này cũng anh chị nhìn dạ. Cũng ra hình thú ha. Một cây thủ đức cả nha. Thủ đức quá trời già mùa. Quanh thân. Mã số 10 cái này 15. 15 cả nhà ơi. 23. 23 hoành cả nhà. Hôm nay em lên hàng lớn không nha cả nhà. Hàng này là hàng mình về mình chơi Tết được không á? 37 tính 35 nha. Dạ. Cho chú mình à. Tham khảo. Cái tàn này cả nhà. Tàn tròn do cả nhà này tàn này chưa có chỉnh sửa nhiều của chú anh chị ha. Dạ. Chiều cao. Cao. Từ miệng chậu đi lên là được 82 tính 80 ha. Dạ rồi. Cái vàng nút nè cả nhà. Bao xịn vàng nút luôn á. Quá chừng vàng nút không? Cái này là bao nút hết. Cái chột, cái chột có chừng ngón tay cái cho tới ngón chân cái luôn cả nhà ơi. Tàn 80 ạ. Toàn là cái không mà cả nhà ơi, nó phải bự vậy mới được á. Những cái mặt hàng này thì Tết là nó sẽ ôm nụ của chú, bây giờ nó ôm nụ nhiều ha. Từ đây tới Tết nó còn nhiều nữa. Là nên cái lá của nó sẽ không được đẹp lắm nha cả nhà. Dạ. Lá của chú anh chị mình có thể nhìn thấy nè. Rồi. Đó. Cái lá nó không có được đẹp lắm, chủ yếu nó tập trung, nó nuôi nụ nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là nụ rồi cả nhà ơi. Đó, cô chú anh chị tham khảo em nè. Em dở ngẫu nhiên nha cả nhà, em không có lựa chọn gì nha. Em không có địa địa ở đâu, em dở không có nha. Cả nhà mình nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái giùm em. Nhà vườn mình bao kiểm tra hàng mà cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi, cây này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị? Cây này chị giao lưu 2 triệu 8 bao ship nè. Một cây thủ đức cả nhà, 2 triệu 8 bao ship cho mã số 10, 15. 15 nha cả nhà. Rồi, cây góc vườn rất là đẹp luôn. Mình về mình thay qua cái chậu giùm em ha. Rồi, mã số 16 cả nhà. Dạ. Một quá cái mai dạo thủ đức già mùa luôn. Rồi, góc vườn nữa nha cả nhà. Góc vườn nữa, lâu rồi. Này em đi góc vườn không cả nhà. Cho em xin thông số luôn. Cái hoành thân nó siêu mập luôn á. Nút nụ này cả nhà. Rồi ôi. Cái cốt cành nó bự lắm rồi cả nhà. Cái này mình ghép không biết nhiêu chột luôn, quá chừng luôn nè cả nhà. Hoành 30 nha. Hoành là 30. Dạ. Chưa đo cái tổng đế nha. Rồi. Để em đo thử cả nhà mình. Cái nó lực ghê cả nhà. Cái xác cây này nó to quá trời luôn. Chậu này cũng bự nữa nè. Này nhiêu ta? Này sơ sơ vậy đi. Nhiêu chị? Nó được 66. Dạ, tính 60 nha. Chậu này chắc cũng chậu 5 gì luôn rồi cả nhà ơi. Bự bự không à. Rồi nụ nó lên nè cả nhà. Khủng khiếp nụ luôn á. Cái tàn của nó được 93. Dạ, 93 tàn cả nhà, mình xem nút nó lên nè cả nhà. Có cành cứng lắm luôn á. Ở trên đầu mình ghép nhiều chột lắm. 70 là chiều cao nè. 70 chiều cao. Rồi, trọng mà gọi cho cô chú anh chị mình coi ha. Cây dạ. Này em bao hàng cô chú ơi. Nút nụ chơi Tết là thả ra luôn á. Quá chừng luôn. Hàng già dữ lắm cả nhà. Bao nụ nha cả nhà. Gốc này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị Ngân? Cây này chị Ngân giao lưu là 3 triệu rưỡi luôn ha. 3 triệu 500 ngàn bao ship. Bao ship. Rồi đây cả nhà. Lùng lực hàng, cái đế rất là lực luôn nè cả nhà. Cây đẹp lắm cô chú ơi. Nó mập sát, nó bự khá sát lắm á. Dạ. Rồi mã số 10. 16. 16 cả nhà, một cây giỏ thu đức nha. Dạ cô chú, cây này thì em cũng kết thúc clip của em ngày hôm nay ở đây ha. Dạ. Dạ mong là cô chú anh chị mình thấy ưng bụng cái mã nào mình liên hệ giùm em nha. Số dạ. Alo của em thì em trọng có để bên góc bên trái màn hình nha cô chú anh chị. Dạ rồi, dạ. Dạ em chào tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha.